Nếu các bạn hỏi tôi đâu là khoảnh khắc đỉnh cao nhất của Lionel Messi, câu trả lời nằm ở ngày 28 tháng 5 năm 2011, khi Empunga cùng Barca quật ngã MU trong trận chung kết Champions League. Sir Alex nói về trận chung kết năm 2011 trong một cuộc phỏng vấn với Sport People. Họ thực sự thôi miên bạn với những đường truyền và chúng tôi chưa khi nào có thể kiểm soát Messi, dù rất nhiều người đã nói đến vấn đề này. Đó là điều khiến tôi thua trận chung kết trước Barcelona tại Wembley. Lẽ ra tôi nên thay đổi ở hiệp 1 và để Park Ji-sung kèm Messi. Chung kết C1 2009, Barcelona 2-0 Man United. Trong 10 phút đầu tiên khi đối phương chưa thực sự bắt nhịp thì MU nhanh chóng tràn lên tấn công. Ngay phút thứ 2, Ronaldo sút phạt đầy uy lực khiến Victor Valdes bắt không dính bóng. Mặc dù hứng chịu sức ép khổng lồ từ đối phương, nhưng chính Barcelona mới là đội mở tỷ số của trận đấu. Trong một pha phản công, Iniesta cầm bóng sọc thẳng vào trung lộ rồi truyền cho Eto'o. Tiền đạo người Cameroon đã loại Vidic trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục Van der Sar. Sau khi đã mở được tỷ số, Barca dần lấy lại được thế trận. Messi thử vận may với cú sút ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà. Ronaldo cũng không chịu kém cạnh khi với tình huống đáp trả ngay sau đó. Thật tiếc là bóng không đi vào khung thành. Ít phút sau, từ quả đá phạt hàng rào bên phía cánh trái, Xavi sút bóng khá nguy hiểm đưa bóng đi sát cột dọc. Messi có đầy sự tự tin trong pha đi bóng này. Anh đi bóng qua 3 cầu thủ của MU và tung ra pha dứt điểm trước khi bị thủ thành Van der Sar chặn lại. Kết thúc hiệp 1, Barcelona tạm dẫn MU của Sir Alex 1-0. Sang hiệp 2, Barca nắm hoàn toàn thế chủ động trên sân. Những đường truyền bên phía Man United đều dễ dàng bị bẻ gãy. Phút thứ 52, Xavi đá phạt khẽ chạm người Vidic khi mà Van der Sar hoàn toàn bị khuất phục, thì bóng lại dội cột dọc cứu nguy cho quỷ đỏ bàn thua trông thấy. Sức ép từ đại diện Tây Ban Nha khiến MU lúng túng và buộc phải thực hiện những tình huống truyền bóng dài lên phía trên. Trong khi còn đang phải nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, thì MU lại bị dội một gáo nước lạnh. Ngay phút 70, lợi dụng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự quỷ đỏ, Barca đã dùng đúng sở trường tạt cánh đánh đầu của bóng đá Anh. Xavi treo bóng cực kỳ chính xác cho Messi lặng lẽ thoát xuống, bay người đánh đầu điệu nghệ đưa bóng vào lưới. Hình ảnh mà Messi hôn chiếc giày sau đó sẽ là khoảnh khắc bất tử của giải đấu này. MU sau đó chơi với cả 4 tiền đạo, tuy nhiên chẳng thể xoay chuyển được tình thế của trận đấu. Trận chung kết khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho Barcelona. Với Messi, quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp đã đến với anh như một lẽ tất yếu. Chung kết C1 2011, Barcelona 3-1 Man United. Mùa 2010-2011, MU đã gây bất ngờ khi lọt vào trận chung kết C1 khi không có quá nhiều ngôi sao trong đội hình. Còn với Barcelona, thứ bóng đá mang tên Tiki-Taka của Pep Guardiola đã tiệm cận sự hoàn hảo. Ngay sau khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, Manchester United đã dâng cao đội hình nhằm gây sức ép. Có lẽ Sir Alex chỉ đạo các học trò đánh phủi đầu Barca trước khi đối thủ kịp vào guồng. Sau đó ít phút, Barca đáp trả, Messi có đường chọc khe cho David Villa băng xuống, nhưng Ferdinand đã theo sát không cho tiền đạo Tây Ban Nha dứt điểm. Sau khoảng thời gian đầu trận để MU kiểm soát trận đấu, giờ đây Tiki Taka có vẻ như đã vào guồng. Phút 20, Villa xử lý gọn gàng trước vòng 16-50 của MU trước khi thực hiện cú sút xa đầy nguy hiểm. Tiếp đến, Xavi có tình huống căng ngang đầy khó chịu cho Pedro bên trong, dứt điểm cận thành ra ngoài đầy đáng tiếc cho cổ động viên.
Với sức ép liên tục thì điều gì đến cũng đã phải đến. Tiếp tục là Xavi và Pedro khiến cho lưới của Van der Sar phải rung lên. 1-0 cho Barcelona với pha đặt lòng đầy nhạy cảm của Pedro khiến thủ thành Hà Lan đứng chôn chân. Bị dẫn bàn, MU cố gắng dâng cao tấn công. Dù chơi nép vế, thế nhưng MU bất ngờ có được bàn thắng sau cú dứt điểm xuất sắc của Rooney. Tiền đạo số 10 phối hợp 1-2 với Gibbs trước khi có cú đặt lòng hiểm hóc gỡ hòa cho MU. MU lúc này chơi bóng phòng thủ bởi họ thừa hiểu đôi công với Barca là quá khó. Barca thì vẫn như thường lệ, chơi bóng ít chạm và chính xác. Messi suýt chút nữa đã có thể ghi bàn nếu như David Villa chuyền bóng chính xác hơn chút nữa. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 1-1, dù rằng Barcelona mới là đội chơi hay hơn. Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Barcelona vẫn là đội nắm thế chủ động với khả năng cầm bóng vượt trội và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành Manchester United. Và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi thì điều gì đến cũng đã phải đến. Phút 54, Messi đi bóng thoải mái trước vòng cấm MU trước khi tung ra cú sút sấm sét vượt ngoài tầm với Van der Sar. Sau bàn thắng đó, trận đấu tiếp tục được làm nóng với những tình huống va chạm không đáng có. Các cầu thủ MU có vẻ hết cách trước khả năng cầm bóng của đối thủ. Còn Barca, họ thừa hiểu một bàn cách biệt là chưa đủ. Trong một tình huống lộn xộn, Busquets nhanh chóng lấy được bóng truyền ngược lại tuyến 2, nơi David Villa đang chờ sẵn. Tiền đạo Tây Ban Nha đã có cú sút tuyệt đẹp hạ gục thủ thành Van der Sar. Phút 87, ống kính máy quay bắt được một khoảnh khắc đặc biệt. Hai bàn tay của Sir Alex nắm chặt rồi run rẩy vì bất lực. Trận đấu kết thúc và Barca là những người được nở nụ cười chiến thắng. Trong một mùa giải với thứ bóng đá tiki-taka huyền ảo, việc Barcelona lên ngôi là điều dễ hiểu. Dù có yêu hay ghét thì bạn phải thừa nhận một điều rằng Barcelona năm 2011 chắc chắn là một trong những nhà vô địch C1 đẳng cấp nhất và Messi chắc chắn là người mà Sir Alex phải nhớ mãi. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau nhìn lại hai trận chung kết để đời của Messi với Barcelona đối đầu với Alex Ferguson. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình để luôn cập nhật những tin tức mới nhất về thể thao thế giới nha.